Chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của nhãn xứ cho đến ý xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của nhãn xứ cho đến ý xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhãn xứ cho đến ý xứ, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, sắc xứ cho đến pháp xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của sắc xứ cho đến pháp xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của sắc xứ cho đến pháp xứ, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của sắc xứ cho đến pháp xứ, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, nhãn giới cho đến ý giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của nhãn giới cho đến ý giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của nhãn giới cho đến ý giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của nhãn giới cho đến ý giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhãn giới cho đến ý giới, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, sắc giới cho đến pháp giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của sắc giới cho đến pháp giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của sắc giới cho đến pháp giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của sắc giới cho đến pháp giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của sắc giới cho đến pháp giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của sắc giới cho đến pháp giới, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhãn thức giới cho đến ý thức giới, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, nhãn xúc cho đến ý xúc, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của nhãn xúc cho đến ý xúc, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của nhãn xúc cho đến ý xúc, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhãn xúc cho đến ý xúc, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng không trụ. Tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, địa giới cho đến thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của địa giới cho đến thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của địa giới cho đến thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của địa giới cho đến thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của địa giới cho đến thức giới, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng
của địa giới cho đến thức giới hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, vô minh cho đến lão tử không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của vô minh cho đến lão tử không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của vô minh cho đến lão tử không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của vô minh cho đến lão tử không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của vô minh cho đến lão tử không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của vô minh cho đến lão tử hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tĩnh, cảnh giới vô sanh, cảnh giới vô diệt, cảnh giới vô nhiễm, cảnh giới vô tịnh, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, thánh đế khổ tập diệt đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của thánh đế khổ tập diệt đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của thánh đế khổ tập diệt đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của thánh đế khổ tập diệt đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của thánh đế khổ tập diệt đạo hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc động hoặc trụ bất khả đắc.
Lại nữa thiện hiện, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, tám giải thoát, chín định thứ đệ, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của tám giải thoát, chín định thứ đệ, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của tám giải thoát, chín định thứ đệ, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của tám giải thoát, chín định thứ đệ, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của tám giải thoát, chín định thứ đệ, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của tám giải thoát, chín định thứ đệ, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, năm loại mắt, sáu phép thần thông, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông, không đến không đi cũng lại không trụ.
chân như của năm loại mắt, sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại không trụ, tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại không trụ, tự tướng của năm loại mắt, sáu phép thần thông không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của năm loại mắt, sáu phép thần thông hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện Bồ Tát pháp Bồ Tát không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của Bồ Tát pháp Bồ Tát không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của Bồ Tát pháp Bồ Tát không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của Bồ Tát pháp Bồ Tát không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của Bồ Tát pháp Bồ Tát không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của Bồ Tát pháp Bồ Tát hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện Bồ Đề Phật Đà không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh của Bồ Đề Phật Đà không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như của Bồ Đề Phật Đà không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh của Bồ Đề Phật Đà không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng của Bồ Đề Phật Đà không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của Bồ Đề Phật Đà hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện hữu vi vô vi không đến không đi cũng lại không trụ. Bản tánh hữu vi vô vi không đến không đi cũng lại không trụ. Chân như hữu vi vô vi không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tánh hữu vi vô vi không đến không đi cũng lại không trụ. Tự tướng hữu vi vô vi không đến không đi cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như tự tánh tự tướng của hữu vi vô vi hoặc động hoặc trụ bất khả đắc. Thiện hiện nên biết do nghĩa như vậy, nên nói cũng như hư không, không đến không đi không trụ có thể thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến không đi không trụ có thể thấy. Hết quyển thứ 494.